đi học thì bị dán cái nhãn học sinh giỏi vào đây. Mà học sinh giỏi ở trường cấp 3 mà lại đòi thành công ở ngoài đời, thành công làm sao được? Học sinh giỏi trường cấp 3 nó chỉ có một tiêu chí trong hàng chục tiêu chí để thành công ngoài đời thôi. Nhưng mà vì nó dán cho cái nhãn học sinh giỏi ở thời cấp 3 thì suy ra nghĩ rằng ở ngoài đời nó cũng thành công, vì vậy không thành công là áp lực, là tự tử chết. Dán nhãn. Cho nên cái trò chơi dán nhãn là một trò chơi dã man nhất của loài người. Phần lớn con người ta bị cái ảo vọng là do dán nhãn. Ví dụ từ bé lớn là bố mẹ tôi dán cho tôi cái nhãn tên là Tuấn. Thế nó cứ gọi là Tuấn phát nó quay lại. Cứ gọi Tuấn là quay lại. Nếu mà mình bán thịt chó nó gọi là Tuấn chó. Thì nó gọi cứ Tuấn chó thôi, là quay lại này. Đời nó bị dán nhãn. Thế thì nó dán nhãn cho mình là người giàu chẳng hạn, thế là mình nghèo. Chứ còn thực ra giàu hay nghèo có xin tiền thằng nào đâu. Thì mình dán nhãn cho mình là người giàu mà mình phá sản mình nghèo một phát thì ngay lập tức mình thấy nhục, vì bị gỡ cái nhãn, gỡ cái nhãn này ra nó đau, nó nổ ra ra nó đau ấy. Thế vì là nó dán cho mình cái nhãn là chủ tịch hội đồng quản trị, thế nay mai mà không may mà không được làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa, nó gỡ cái nhãn này ra lại thấy đau. Vậy thì việc gì phải dán nhãn? Cho nên là khi mà tôi là chủ tịch hội đồng quản trị thì tôi coi như tôi không phải là chủ tịch hội đồng quản trị, mà tôi vẫn sống như một người bình thường. Nếu tôi là quan tôi vẫn sống như một người bình thường, dân dã như một người dân, thấy không? Thì làm gì có nỗi đau, bởi vì là nó có dán vào đâu mà nó lột ra. Và phần lớn con người ta bị dán một cái nhãn như vậy. Mình chơi với con mình cũng vậy, mình bị dán một cái nhãn là bố mà. Mình là bố cho mình đòi hỏi nó gì? Nó phải tuân thủ, nó phải tôn trọng. Nó phải gì ạ? Ngoan ngoãn. Nó phải yêu thương bố. Tức là mình dán cái nhãn vào đầu và mặt mình ấy, là mình là thằng bố nó, và mình bắt nó phải ứng xử với mình là mày là thằng con mà ứng xử với thằng bố. Nhưng mà tôi không có cái nhãn đấy với con tôi. Tôi chỉ có cái gì ạ? Tôi chỉ hiểu là tao với mày là hai thằng cùng sinh ra cùng thời ở chung một nhà, và tao với mày là hai thằng bạn. Thì tự nhiên tôi sống với con nó rất là chan hòa, nó không bị cái nhãn nên nó dán vào. Cả nhà mình dùng không ạ? Cái này gọi là dán nhãn. Và đi học thì bị dán cái nhãn học sinh giỏi vào đây. Mà học sinh giỏi ở trường cấp 3 mà lại đòi thành công ở ngoài đời, thành công làm sao được? Học sinh giỏi trường cấp 3 nó chỉ có một tiêu chí trong hàng chục tiêu chí để thành công ngoài đời thôi. Nhưng mà vì nó dán cho cái nhãn học sinh giỏi ở thời cấp 3 thì suy ra nghĩ rằng ở ngoài đời nó cũng thành công, vì vậy không thành công là áp lực, là tự tử chết. Dán nhãn. Cho nên cái trò chơi dán nhãn là một trò chơi dã man nhất của loài người. Nó dán cho cái nhãn đại học này, tốt nghiệp đại học này. Thực ra trong đầu có cái nó rỗng tuếch, nhưng nó dán cho cái nhãn tốt nghiệp đại học. Thế là đi đâu cũng phát là kênh kiệu, là đòi lương cao, là em phải là tốt nghiệp đại học cho nên công việc của em thế này. Nhưng nó mở cái não ra nó kiểm tra thì rỗng tuếch. Vậy là đang mua cái gì ạ? Mua cái nhãn. Đấy. Nó phong cho cái hàm giáo sư, nó làm cái nhãn to tướng đây là giáo sư. Hỏi có công trình nào ứng dụng trong đời sống không? Không. Thế thì giáo sư gì? Thế là cái nhãn giáo sư chứ ai bảo giáo sư thật. Nhưng mà vì cái nhãn mà nó mới sinh ra một lũ trống rỗng. Nhãn, dán nhãn. Vậy cho nên là ở đời gì đừng dán nhãn. Đừng dán đây là tao là bố, đây tao là người giàu. Đây tao là giáo sư, đây tao là tiến sĩ, đây tao là chuyên dạy về CEO, đây là tao chuyên dạy về cho các chủ tịch. Mà quan trọng nhất là chúng ta làm được cái gì cho người đối diện mà không cần nhãn, thì bấy giờ tự người ta sẽ cầm cái nhãn và gì ạ? Dán trên người người ta cho mình. Ví dụ anh nào học tôi mà thấy nó hiệu quả thì tự anh ấy để ở trong não anh ấy. Và ai hỏi là ông Tuấn dạy có được không, thì chính người đó nói rằng ông Tuấn ông dạy hay lắm. Thì có phải nhãn ở trên người họ không? Mà nhãn nó không nằm ở người mình không? Còn đâu là cứ dán nhãn vào trong người mình. Ui giời, tôi là giáo sư, tôi dạy chuyên dạy về các CEO. Ui giời, tôi dạy bao nhiêu giáo, bao nhiêu là các tổng giám đốc. Hỏi các tổng giám đốc ấy nó đánh giá về ông thế nào. Đứa nào gặp đứa nào phản hồi nó mà tệ lắm. Thế thì ông chỉ dạy nó thôi chứ ông có dạy cho nó được cái gì đâu. Cho nên là
đừng bao giờ để gì ạ à? Mình tự dán nhãn vào mặt mình xong mình sống ảo tưởng với cái nhãn đó, cũng đừng bao giờ để họ dán nhãn vào mặt mình và mình sống với cái nhãn đó mà sống giả tạo. Cho nên bọn đệ của tôi nó mới bảo là thầy sắp thành Phật đến nơi rồi. Tôi bảo chúng mày đừng có đẻo, tao vẫn là người. Nếu mà tao mà thành Phật thì có phải chúng mày đi hát karaoke, chúng mày tao bắt tao ở ngoài trông xe không? Tao ngu gì mà tao lại nhận tao thành Phật. Vậy nó dán cho mình cái nhãn này xong nó bắt mình ở ngoài trông xe. Thế thì mình ngu quá à? Cho nên là cũng vậy thôi, kệ họ. Vạn sự tùy duyên, đừng căng thẳng. Và nếu như vậy thì gì ạ? Mình sống nó rất là an yên, tự tại. Quay trở lại câu chuyện của Hàn Hồng Văn Công. Bỏ nóng nảy đi. Muốn vậy bỏ tham, bỏ si thì sân nó sẽ biến mất. Và kiểm tra lại chính xác trong con người mình nó đang bị dán cái nhãn gì. Và tự bạn sẽ là người phải tháo cái nhãn đi ra trong đêm nay, để ngày mai bạn sống tĩnh tại hơn. Bạn vẫn là bạn. Cho nên tôi nói là tại sao người lớn rất là đau khổ mà trẻ con thì nó rất là hạnh phúc? Vì người lớn không khác gì cái cột điện của cái thời mà kinh doanh thị trường, nó dán chằng chịt các cái nhãn lên đây. Anh ấy là bố này, anh là chủ tịch hội đồng quản trị này, anh ấy là người mẫu mực này, anh ấy đang tu đạo Phật này, anh là chuyên gia nuôi dạy con cái này, anh ấy là chuyên gia kinh tế học này, đúng không? Anh ấy là người con hiếu thảo này, anh là người của làng xóm này, ngày xưa anh học rất là giỏi này, đúng không? Anh là người nổi tiếng này. Bắt đầu nó dán cho một loạt cái nhãn. Và mỗi một cái nhãn là khoảng 100 quy tắc sống. Và nó dán cho mình 100 cái nhãn là bạn có 10.000 quy tắc sống. Và có nghĩa là trong suốt một hành trình, một ngày bạn sống, không có lúc nào bạn được sống trong quy tắc của bạn. Mà bạn sống trong tất cả những quy tắc mà những cái nhãn dán đấy nó dán cho bạn, cởi bỏ ra. Cho nên học người lớn chỉ mất 20 năm đến 40 tuổi là thành người lớn rồi. Nhưng học làm trẻ con và gỡ dần những cái nhãn đấy ra, buông bỏ nó đi. Có những người đến cuối đời không những không gỡ được mà còn dán thêm vào. Tôi gọi là càng đi đời càng nặng. Cho nên muốn khuyên các đại ca gỡ bớt nhãn dán ra thì nó bớt quy tắc. Bớt quy tắc là mình bớt áp lực ở trong tâm. Bớt áp lực ở trong tâm là mình cởi bỏ được gì ạ? Tham được si. Thì ngay lập tức tâm trí của mình nó trở lên an yên và trí tuệ của mình nó khai mở. Và bây giờ mình làm mọi việc nó rất là tuyệt vời. Nó trong hạnh phúc và sống một ngày đều là một ngày đáng sống và vui vẻ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn. Hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.